Hi, xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là gà con Lingua Mobile. Và hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Alistar nha. Con tướng phép. Đây. Đấy. Như clip mới trước mình đã nói rồi, con này là khống chế là cực kỳ ghê nha các bạn. Con này khống chế thì phải nói là vãi nồi đấy. Cụ thể là chiêu quay nhá, chiêu quay là hai chiêu, một là các bạn thằng nào mà bước qua cái vách ngăn hắc ám là sẽ bị choáng cỡ 1 đến 1,5 giây nhá. Còn anh ti là khống chế 2,5 giây luôn đấy. Con này mà các bạn mà lên chém thời gian hồi chiêu là nó phải gọi là tuyệt tuyệt vời đấy. Con này lên giảm nó giảm hồi chiêu là mạnh lắm các bạn, đặc biệt là nó đạt đến ngưỡng 40% giảm nó giảm hồi chiêu ấy, là nó rất là khó chịu luôn nha, nó khó chịu kinh khủng lắm đấy. Ui, team bạn có Murad kìa, mình sợ nhất Murad các bạn. Nó cứ biến ảo kiểu gì ấy, nó lại nó anti mình xong rồi nó biến đi đâu mất đấy, khó chịu lắm. Nếu mà con này mà có đi chung với Gidu hay là điêu thuyền thì có thể nói là ghê lắm các bạn. Nó không chế thì vãi cả nồi. Đấy. Đồ thì mình lên giống như trước các bạn. Nè. Đấy, đồ mình lên như thế này. Và tốc chạy là mình sẽ lên dày dễ đi nhau chiêu nhá. Và với cái lối lên đồ của mình là mình sẽ có đầy đủ 40% giảm đi nhau chiêu. Và lúc đó thì cứ thoải mái mà tung skill thôi. Con này cũng tiêu tốn ít mana lắm các bạn, cho nên rất là đỡ. Xong lên là bay đi cũng đầy hết nhà. Đấy, các bạn nhớ là ăn xong đợt lính là phải đi gank lane luôn nha. Kia nó ăn cua kìa cục. Nó ăn cua kìa cục. Úi dồi ôi, sao mô tốt lại đứng ở kia thế này. Gì đây? Gì đây? Ôi mô tốt ơi, anh có bị mù không? Anh có bị mù không? Anh mô tốt đây. Anh có bị mù không? Đánh đê đấy. Dồi ôi, mô tốt mình không biết nhìn map nha. Xem nữa là ngoéo rồi. Con này là farm dễ cực kỳ nha các bạn. Rồi gì này. Con này farm dễ lắm, nhưng mà tại vì các bạn cũng phải biết đặt cái chiêu 2 ra để farm ấy. Đấy. Chứ con lính nó cứ đi đi miết à, mà nó đi ra một nhất một tí là mình không farm được rồi. Con lính, mấy lính lều này nó hay đi lung tung lắm. Đấy. Một chú này nữa. Farm cho chuẩn nhé các bạn. Thôi không đi gan mô tốt đâu. Sợ lắm, ông ấy, ông bị mù map. Này này, quất nó. Này nè, úi dồi ôi. No, I don't want no rest.
thôi rồi, mít nít mình rồi. Ý, không ăn được. Đây đây đây, bú sổ ơi, ăn rồi. Mày, anh ơi cứu em ơi. Anh ơi cứu em anh. Rồi thôi, về thôi, về thôi. Xa ra kìa. Phải bị chuẩn quá các bạn. Này mà con lính này hay đi lung tung lắm. Đấy, nó đi lung tung khó phải em cực. Đấy. Tiền nổ là coi như là ngon rồi. Thấy tiền mà nổ ra là được rồi. Con này là dùng đam nó yếu lắm các bạn, chủ yếu là nó hỗ trợ thôi nha, chứ còn dùng đam nó không dùng một phát chết luôn đâu. Con này được cái tiêu tốn mana cực kỳ là ít, cho nên mình lên dạy nó giao hồi chiêu thôi, mình spam. Có ăn giòn không? Ui dồi ôi, nó ăn rồng kìa. Đấy, mình giao phó hết cho cái chiêu 2 của mình. Một tốt đây. Anh một tốt đây. Ở đâu anh dừng mình ngay. Úi dồi, thế này thì thôi rồi nhá. Thôi nhá. Nhưng nó nhanh thì kiểu nó đẻ trứng, đấy. Giết nó nhanh chứ không thôi nó đẻ trứng là mệt lắm. Dọn nốt cái này đi. Đấy, là cái chậu. Chắc chắn cái chậu này mất rồi. Đấy, con này khống chế mạnh lắm các bạn. Con này thì chủ yếu là nó khó ở cái chỗ là các bạn có biết vẽ hay không thôi. Chứ còn đấy, cứu anh em. Chứ còn các bạn mà biết vẽ thì con này chơi dễ lắm nha. Ui, mình đang làm gì thế này? Trời ơi. Tự nhiên ngáo ngơ lên ham con lính xong chết mất. Hai vật lờ. Hai vật lờ. Lên thôi. Mấy ngày mà anh đừng ra mít em farm nhá. Top còn không đi thì cứ canh mít mình ra mà farm thôi. Đây gì đây? Đây đây đây. Ôi dồi ôi, thôi nhá. Ôi dồi ôi, thôi nhá. Không, ôi dồi ôi, dồi ôi, dồi nhé, yeah, lấy được cái bộ xanh của nó rồi. Đấy, mình hồi máu một tí cho anh kia đỡ sợ. Gì không biết. Đấy, mình giờ mình spam thôi.
Dòng lâm ăn con cua nè. Tem mình ngon đấy. Tem sao đó. Ô mắc con cua rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Thôi nhá, thôi nhá. Thôi ngay. Úi dồi ôi, gì này. Gì kia. Mình nhát lắm các bạn. Đặc biệt là gặp Murat là nhát lắm. Lăng vào đây, lăng vào đây. Lăng vào đây. Rồi nhá. Úi dồi. À đây, à đây, à đây. Đây, 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 đây. Về. Về chứ không nó ăn mình mất. Nó lên nó lấy chân mình mệt lắm. Đấy. Con này có thể nói là khó chịu cực kỳ nha các bạn. Không, tí nữa cơ, tí nữa mình đủ 40% vậy nha, hồi chiều mình mới khó chịu cơ. Chứ con này xin nhé gì? Xin nhé gì? Ủa chân tóc có keo, chân tóc có keo kìa. Anh ơi, đợi tìm lên đây. Bốc hơi rồi. Đây 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 đây. Quỳ dọn nhanh nha. Ôi dồi ôi, tự nhiên mà làm gì này, mà làm gì này. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Cái gì này, gì thế này. Hai vượt cơ lơ. Mà thanh niên băng chậu mà anh không biết băng kìa. Vì mình hút lại hai màn. Hai vượt cơ lơ. Hồi mình hồi nãy mình mà một giây nữa thôi mình hồi cái anh Ti là coi như là mình sống rồi đấy. Là mình ăn được ba màn đấy. Ngon nha. Lên thôi, lên thôi đây. Tự nhiên mấy thanh niên ngu người. Úi dồi. Úi dồi. Thấm quá, thấm quá. Trong bụi, trong bụi. Trong bụi. Nó thù mình lắm sao trời. Có hai nhà. Úi dồi. Ôi may quá. Mình ngăn chặn nó anh Tây chứ thôi là anh cút rồi. Đấy. Đấy, ngon rồi. Đấy. Đấy. Khó chịu vượt color ra mấy bạn nha. Khó chịu lắm các bạn ơi. Coi thôi chứ. Mình mà trong trường hợp là khó chịu lắm. Đấy, lấy cái chỗ này rồi về. Lấy cái đợt lính này rồi về. Thôi về về. Đấy, về thôi. Giảm 20% giảm đi ăn một chiêu. Rồi tiếp tục là 20% à. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi.
Ý, đâu rồi? Úi dồi. Thôi thôi thôi, mình yêu máu. Úi dồi, úi dồi gì này? Úi dồi, không chết nhè. Rồi rồi rồi, nét chỗ rồi. Đấy, lên cái này thì có mà dùng đam ghê lắm các bạn. Đấy. Rồi rồi rồi, đây. Úi dồi, ngon nhè. Úi dồi, ngon nhè. Thôi mình lên đam luôn nha các bạn. Lên phép luôn. Ơ à. Ôi mình lên đỉnh, mình định lên cái xuyên hang phép ấy. Đấy, cái đó mới được ghê. Thôi clip mình đang nhìn đây thôi. Các bạn thấy hay thì nhớ like, share, comment ý kiến phía dưới nha. Đừng quên đăng ký kênh. Bye.